Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sư mong là cái khoảng thời gian chúng ta dành cho nhau, chúng ta sẽ có những cái buổi học nó chất lượng, thay vì chúng ta mất nhiều thời gian vào cái việc chờ đợi và thủ tục. Thủ tục là trước đó, thủ tục là trước đó. Cái thời gian mà chúng ta sẽ học á, thì sau này nó sẽ không có bị ảnh hưởng, sư mong là như vậy. Thưa quý vị đó, do kinh Trung Bộ là khoảng 152 bài kinh, mà nếu như 152 bài mà chúng ta dạy trung bình một buổi một bài thì mỗi ngày mỗi dạy là chúng ta mất nửa năm. Mà nếu như chúng ta một tuần mới dạy một lần á thì mất ít nhất là 3 năm rưỡi. Đó là chưa kể có những bài quan trọng, ví dụ như bài kinh Pháp Môn Căn Bản này là mất khoảng 3 buổi. Thì quý vị cứ nhân 3 rưỡi nhân lên. Đấy. Thành ra cái thời gian nó sẽ rất là dài. Và trong cái thời gian đó, cái chuyện gì nó vô thường mình cũng không biết được. Do đó khi nãy sư có trình bày với Đại Đức trụ trì, đó là chúng ta nên chia ra thành những cái khóa nhỏ. Thì như vậy đó, nó sẽ thuận tiện hơn cho chúng ta. Theo sư đó, thì chúng ta nên chia ra làm cứ 10 bài kinh Trung Bộ đi. Có nghĩa là một khóa như vậy đó là 10 bài. Và sau khi mà xong 10 bài thì chúng ta vẫn học tiếp, nhưng mà trên danh nghĩa là chúng ta sẽ qua cái khóa thứ hai, là 10 bài tiếp theo của kinh Trung Bộ. Như vậy đó, chúng ta đặt từng cái mục tiêu nhỏ, nó sẽ đi, có thể đi được xa. Hả? Rồi, quý vị chờ sư tí xíu. Thì thưa quý vị đó, khi mà nói về kinh Tạng thì chúng ta phải quay ngược trở về thời điểm mà Đức Thế Tôn sau khi viên tịch ở thành Kusinara. Sau khi Ngài viên tịch ấy, Ngài Maha Kassapa, tức là Ngài Đại Ca Diếp, vì lòng thương tưởng đối với chúng sanh và vì sự tôn trọng đối với chánh pháp, Ngài đã kêu gọi 500 vị tỳ kheo làm một cuộc kết tập kinh Tạng. Trong cái buổi kết tập kinh Tạng đó có 500 vị A-la-hán, gồm có Ngài Upali, Ngài sẽ tuyên thuyết về tạng luật, và Ngài Ananda tuyên thuyết về tạng kinh. Có một vài luận điểm, đó là Đức Thế Tôn dạy bằng ngôn ngữ gì? Dạy bằng ngôn ngữ gì? Bởi vì đó, cái xứ Ấn Độ rất là rộng lớn, mà phạm vi hoằng pháp của Đức Thế Tôn rất là rộng. Có thể ở mỗi xứ đó họ có cái ngôn ngữ khác nhau, thì cái việc Đức Thế Tôn có giảng dạy bằng những ngôn ngữ khác nhau nó không có gì lạ. Cho nên cái luận điểm đó có cơ sở chứ không phải không có cơ sở. Tuy nhiên như thế này, khi Ngài Ananda trở thành thị giả của Đức Thế Tôn, Ngài có thỉnh Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn đồng ý cho một việc như thế này, đó là khi Đức Thế Tôn thuyết pháp ở đâu mà không có Ngài Ananda thì xin Đức Thế Tôn hoan hỷ về kể lại cho con nghe. Thì sư giả sử như Đức Thế Tôn thuyết pháp bằng một cái ngôn ngữ khác ở một cái xứ sở khác, thì về Ngài thuyết lại với Ngài Ananda, thì Ngài sẽ thuyết thống nhất một ngôn ngữ
đúng không? Chứ không lý do gì. Sư giả sử đi, ngài thuyết ở nơi bằng tiếng Nga, nơi bằng tiếng Đức, nơi bằng tiếng Anh, mà người ngài Ananda người Việt mà về hôm thì ngài thuyết tiếng Anh, ngày hôm ngài thuyết tiếng Đức, hôm ngài thuyết tiếng Nga, nó không cần thiết. Thì thôi, Đức Phật thuyết bằng ngôn ngữ gì không cần biết, nhưng ngài thuyết cho ngài Ananda thì chắc có lẽ chỉ có một ngôn ngữ thôi, và ngôn ngữ đó là ngôn ngữ xứ Ma Kiệt Đà, chúng ta gọi là Magadha. Và về sau đó, khi ngài Ananda kết tập kinh tạng, ngài trùng tuyên lại chánh pháp, thì đương nhiên ngài cũng dùng ngôn ngữ Ma Kiệt Đà để mà ngài trùng tuyên trở lại. Chứ không lý do gì trong cùng một lần kết tập tam tạng, lúc thì nói bằng ngôn ngữ này, lúc thì nói bằng ngôn ngữ khác, nó không cần thiết. Đấy, cho nên sau này đó, Chư Tăng để phân biệt cái ngôn ngữ Ma Kiệt Đà mà người dân Ma Kiệt Đà nói với cái ngôn ngữ Ma Kiệt Đà mà dùng để tuyên thuyết lời dạy của Đức Thế Tôn, thì sau này họ gọi cái ngôn ngữ đó là Pali. Đấy, mà chúng ta hay quen gọi là Nam Phạn đấy. Thành ra đó, về cái ngôn ngữ thì chúng ta có một cái niềm tin, đó là thống nhất cái nguồn gốc, đó là bằng ngôn ngữ Pali. Và một điều nữa, có một cái luận thuyết, đó là khi 500 vị tỳ kheo kết tập tam tạng lần đầu tiên, thì có hay không việc có những cái hội chúng khác, những cái hội chúng tỳ kheo khác cũng kết tập tam tạng? Bởi vì các ngài, những cái người mà xuất ra cái luận điểm đó đó, cho rằng kết tập tam tạng chỉ có 500 vị tỳ kheo thôi. Nhưng mà lúc đó vào ở xứ Ấn Độ có cả triệu vị tỳ kheo, thì làm sao mà 500 mà đối với cả triệu thì nó không là cái gì hết. Cho nên luận điểm đó cũng có cơ sở. Tuy nhiên đối với cá nhân sư thì nó như thế này. Giống như nhà nước mình ấy, có một cái cuộc họp ở quốc hội thì họ chỉ họp một lần thôi, và sau đó các cái truyền hình, đài truyền hình, rồi các cái phương tiện truyền thông họ sẽ quay lại và họ phát ra đại chúng cùng coi. Chứ không lý do gì họp quốc hội ở Hà Nội sau đó phải làm lại cái cuộc họp quốc hội đó ở Đà Nẵng, rồi làm lại cuộc họp quốc hội đó ở Sài Gòn, không cần thiết. Tương tự như vậy, khi Đức Thế Tôn mới viên tịch, hội chúng thánh tăng còn rất là nhiều. Các bậc đại đệ tử, ngài Đại Ca Diếp, ngài Ananda và các vị đại đệ tử khác rất là nhiều. Cái số lượng mà các vị chứng A-la-hán á, nhiều không đếm kể. Đừng nói đến những vị chứng tam quả, nhị quả, sơ quả, nhiều lắm. Rồi cái số lượng đó đó còn không bằng cái số lượng mà các vị chứng thiền. Số lượng những vị tỳ kheo mà chứng thiền đó cũng rất là nhiều. Mà quý vị biết khi mà chứng thiền có hai cái thần thông rất quan trọng, đó là gì? Thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Khi đó đó các ngài giống như là một cái đài truyền hình di động. Các ngài có thể ngồi thiền một chỗ, nhập định một chỗ, và ở đây 500 vị tỳ kheo kết tập tam tạng đã nói những gì, các ngài đương nhiên có thể nhìn thấy được và nghe thấy được. Cho nên cái chuyện mà kết tập tam tạng ở những chỗ khác nó là không cần thiết. Và sau khi các ngài nghe được, thấy được, các vị đó đó truyền lại cho đệ tử, truyền lại cho hội chúng, chuyện đó nó rất là dễ dàng. Không biết có ai thắc mắc hay không, nhờ đâu mà sau thời kỳ kết tập tam tạng, bằng một tốc độ rất là nhanh, toàn bộ chư tăng đều có thể nắm được nội dung. Nếu như không nhờ những cái vị chứng thiền chứng thánh, làm sao các vị đó có thể nắm được nội dung nhanh như vậy? Thời đó mà nội cái chuyện mà đi từ xứ này qua xứ khác mất cả tháng trời, đâu đơn giản. Thấy chưa? Do đó đó, bằng cái niềm tin của cá nhân sư, thì sư cho rằng cuộc kết tập tam tạng lần đầu tiên mang tính chất duy nhất,
không cần thiết phải có thêm một kỳ cái tập Tam Tạng ở bất kỳ nơi nào khác. Một cái luận điểm thứ ba, đó là khi mà Tam Tạng truyền lại suốt hơn 2.500 năm, có bị sơ suất hay không? Có nghĩa là có bị bỏ bớt, có bị thêm vào hay không? Xin thưa với quý vị đó, chúng ta nên hiểu về cách mà Chư Tăng truyền khẩu với nhau. Cách Chư Tăng truyền khẩu như thế này: sau khi lần cái tập Tam Tạng đầu tiên thì sẽ chia ra làm nhiều những cái nhóm tỳ kheo khác nhau. Một nhóm thì nắm trường bộ, một nhóm học thuộc lòng trung bộ, một nhóm học thuộc lòng tương ưng, một nhóm học thuộc lòng tăng chi. Và các vị tỳ kheo đó sống chung với nhau thành những cái hội nhóm tỳ kheo trùng tụng kinh tạng. Các vị đó học thuộc lòng, sau khi học thuộc lòng, mỗi nửa tháng các vị ngồi với nhau tụng lại một lần. Thì quý vị thấy cái cách mà mỗi nửa tháng chư vị tỳ kheo ngồi tụng lại một lần đó đó, nó đảm bảo cái gì? Đảm bảo kinh tạng không có bị sơ suất. Vì sao? Nếu như một mình anh mà anh nảy sinh ý định mà anh muốn thay, anh muốn thêm một cái kinh gì đó vào ở trong đó, chư vị tỳ kheo khác phát hiện ra liền. Tại vì sao? Nửa tháng tụng một lần, phát hiện ra liền. Cái thứ hai, nếu mà anh quên, quên chỉ cần quên một câu kinh thôi, các vị tỳ kheo khi tụng lại sẽ nhắc anh nhớ. Cho nên cái việc đó, nhờ cái việc mà truyền lại mỗi nửa tháng tụng một lần, nó giúp cho mang cái tính toàn vẹn của trọn cái Tam Tạng. Nhờ như vậy đó, Tam Tạng mới có thể lưu truyền suốt thời gian dài như vậy. Nhưng mà do thời gian đã hơn 2.500 năm thì mình nói cho nó du di đi, thì có lẽ là không truyền lại thì nó không chính xác được 100%. Nhưng mà ít nhất nếu như có chênh lệch cũng không có nhiều. Bởi vì cái cách mà cứ mỗi nửa tháng dò lại một lần thì muốn sai nó cũng khó lắm quý vị. Đấy, thành ra chúng ta nên có cái niềm tin nơi cái tính, gọi là cái tính hoàn chỉnh của Tam Tạng Pali. Đấy, cho đến kỳ cái tập Tam Tạng lần thứ tư á, các bậc trưởng lão nhận thấy rằng cái khả năng ghi nhớ của chúng sanh càng ngày càng ít. Có nghĩa là làm sao? Sư lấy trường hợp cụ thể sư đi. Bài kinh Karani sư học á, thì nó khoảng 10 đoạn, mà một đoạn như vậy sư học khoảng 2 ngày. Có nghĩa là một bài kinh 10 đoạn sư học trong khoảng 20 ngày. Nhưng mà do dư ra có thể lên tới 25 ngày hoặc 30 ngày một bài kinh. Ở Miến Điện, các vị đợt rồi có vị Tam Tạng về chia sẻ, đó là một cái bài kinh như vậy đó, cái ngày học chừng nửa buổi xong. Nửa buổi là thuộc rồi, thuộc rồi 5 năm sau, 10 năm sau không có quên đó, thuộc nằm lòng luôn đó. Nửa buổi là xong. Thì biết cái khả năng ghi nhớ của mình không bằng gốc. Và quý vị học ngoại ngữ đó, quý vị biết một ngày đó mà mình học chừng 5 từ mới, 10 từ mới là mình xính dính. Ở trường Đại học Yangon á, sáng học 80 từ mới, chiều trả bài Bali á. Thì quý vị thấy cái khả năng ghi nhớ đó. Nhưng mà cái khả năng ghi nhớ của những vị ở Miến á, không bằng hồi xưa. Cái hồi Chư Tăng hồi xưa đó cũng không bằng. Khi xưa đó, cái số những vị mà thuộc lòng Tam Tạng đó, không nói nhiều như lá mùa thu, nhưng mà muốn tìm cũng không khó.
Nhưng mà bây giờ cả thế giới còn hơn có 10 vị thôi. Do đó Chư Tăng mới có nhu cầu chép lại Tam Tạng. Và khi chép lại đó, các ngài dùng cái chữ viết địa phương để ký âm Pali nha, ký âm chứ không phải là dịch. Cho nên ấy, người Miến thì dùng cái chữ viết của Miến để ký âm Pali, người Thái dùng chữ viết của Thái để ký âm Pali, người Campuchia dùng tiếng chữ viết Campuchia để ký âm Pali. Cho nên dù cái chữ viết của mỗi tạng Pali ở mỗi xứ khác nhau, nhưng tụng lên cái âm thanh á là như nhau và ý nghĩa không khác nhau. Cho nên quý vị yên tâm là dù chúng ta đang học Pali bằng cái mẫu tự Latin, nhưng mà cái cách đọc và cái cách cái nghĩa đó không có khác nhau. Bởi vì bản thân cái mẫu tự Latin á, nó chỉ đơn giản là phương tiện để ký âm thôi. Cái nguyên nhân mà chúng ta học kinh Trung Bộ đó là có lần ấy, Phật tử, có một vị Phật tử trong cái buổi vấn đáp hỏi ngài Hòa thượng Thích Thanh Từ, viện chủ hệ thống thiền viện Trúc Lâm, có hỏi một câu như thế này. Đó là có người đồn là có kinh do Phật thuyết mà có kinh không phải do Phật thuyết. Như vậy làm sao mà để con biết được kinh nào do Phật thuyết để con theo? Hòa thượng Thanh Từ nói, bây giờ tốt nhất á, quý vị xem cái kinh tạng nào mà kể cả hai truyền thống, Nam truyền lẫn Bắc truyền đều có, thì học cái đó chắc chắn. Còn cái nào mà bên này có, bên kia không có, tạm để qua một bên. Đấy. Và kinh Trung Bộ, Trung Bộ tương ứng với lại Trung A Hàm của Hán Tạng. Đấy. Có nghĩa là hai truyền thống đều có, truyền thừa lại hết. Nhưng mà cái lý do tại sao mà chúng ta lại học Trung Bộ mà chúng ta không có học Trung A Hàm, nó là như thế này. Ban đầu á, thì quý vị đã biết là chúng ta kết tập kinh tạng bằng Pali. Khi mà truyền qua bên Bắc, phía Bắc á, thì các ngài dịch từ Pali sang Sanskrit. Đấy. Rồi khi mà truyền qua Trung Quốc thì các ngài dịch từ Sanskrit sang Hán Tạng. Hán. Rồi khi mà Phật giáo Trung Quốc truyền về Việt Nam thì các ngài dịch từ Hán qua Việt. Thì quý vị thấy, khi mà chúng ta chuyển ngữ bất kỳ một cái ngôn ngữ nào, chúng ta đều biết không thể nào chuyển trọn vẹn một ngôn ngữ qua hoàn toàn một ngôn ngữ khác mà không có sơ xuất. Thành ra đó, bên đây qua bên đây không được 100%, bên đây qua bên đây không được 100%, bên đây qua bên đây không được 100%. Cho nên ở đây chúng ta học Trung Bộ nhờ đâu? Khi Pali, ngài Minh Châu dịch qua tiếng Việt thì chúng ta sẽ đỡ phải đi qua nhiều bước. Nhờ như vậy đó chúng ta dễ hiểu hơn ha. Một cái vấn đề nữa đó là gì? Khi mà Đức Phật thuyết giảng một cái bài kinh nào đó thì khi về đó, đương nhiên không phải là vị tỳ kheo nào cũng hiểu, thì các ngài sẽ về hỏi lại thầy của mình là: thưa thầy, con nghe Thế Tôn giảng như vậy nhưng mà cái chỗ này con chưa hiểu, chỗ kia con chưa hiểu. Thì cái vị thầy đó sẽ giải thích những cái chỗ đó, giải thích những chỗ đó. Nhờ như vậy chúng ta có một hệ thống chú giải. Mà ai là người làm ra chú giải đó? Đó là các vị thánh tăng. Các ngài giải thích lại kinh tạng của Đức Thế Tôn ở những cái điểm để cho chúng ta nắm rõ hơn, nắm rõ hơn. Và về sau đó thì có những chỗ mà trong cái chú giải đó chưa biết
chưa có rõ nghĩa thì những vị tỳ kheo lại giải thích thêm cho cái chú giải đó. Thành ra chúng ta có cái bản hậu sớ mà chúng ta gọi Attakatha và Tika. Nhờ như thế đấy, khi mà chúng ta học cái bản kinh Tạng bằng Pali, chúng ta có những lợi thế. Đầu tiên, cái bản dịch nào của dịch qua tiếng Việt á, mà chúng ta đọc chúng ta thấy tối nghĩa, không hiểu. Tại vì quý vị biết Ngài Minh Châu Ngài dịch cách đây cũng gần 100 năm rồi, cái ngôn ngữ tiếng Việt hồi xưa thời nay nó cũng khác nhiều. Có khi chúng ta đọc chúng ta không hiểu là Ngài muốn nói cái gì. Thì chúng ta có thể xét lại cái bản gốc Pali. Nhờ cái bản gốc Pali chúng ta biết à cái từ đó có nghĩa là gì ha. Cái thứ hai là nếu chúng ta không hiểu nữa, chúng ta có thể tìm cái bản chú giải và sớ giải cho đoạn kinh đó. Và một điều rất là đáng tiếc cho cái giới học thuật, đó là phần kinh Tạng mà Hán Tạng thì còn, nhưng mà cái phần mà Tạng Sanskrit á thì không còn. Thành ra nếu như mà chúng ta học cái bản Hán Tạng á, thì nếu chúng ta không hiểu ở chỗ nào đó thì không cách chi mà dò là tại sao cái từ Sanskrit này mà các ngài lại dịch qua cái tiếng Hán này mình không biết. Mà sư tin là tiếng Hán là các thầy các cô là giỏi hơn sư rất nhiều, nhưng mà mình kẹt như vậy đấy. Thành ra là chúng ta học cái bản Trung Bộ thì bằng tiếng Pali. Nhờ như vậy chúng ta sẽ gần gũi hơn với cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Nếu có cái chỗ nào chúng ta chưa hiểu á, thì chúng ta hoàn toàn có thể tra cái bản gốc. Sự kẹt ở một chỗ đó là có một số vị thắc mắc là kinh tại sao đọc và khó hiểu quá vậy. Mà một nhiều vị đòi yêu cầu là phải dịch lại hoặc là giảng. Nhưng mà có vị lại nói là kinh chỉ để tụng thôi chứ hiểu làm chi. Nó kẹt vậy. Mà trong kinh Tạng ấy, khi mà sư đi các chùa, sư thấy là kinh Tạng phải để ở cái nơi mà chúng ta dễ nhìn thấy, dễ đọc. Còn kinh Tạng mà chúng ta để lên tủ chúng ta thờ nó uổng, thật sự rất là uổng. Do đó Đại Đức Thiện Tuệ có lòng muốn mở cái lớp giáo lý kinh Tạng để cho chúng ta tiếp xúc gần gũi với lời dạy của Đức Thế Tôn. Khi đó lời dạy của Đức Thế Tôn không đơn giản chỉ nằm ở những chỗ mà chúng ta tụng mỗi ngày. Mà xin thưa, có khi mình tụng thì tụng chứ hiểu thì không có hiểu. Đấy. Và trong số các cái bộ kinh thì kinh Trung Bộ được xem là bộ kinh chuyên về cái pháp hành. Đấy. Hầu hết những cái vị mà hành thiền ấy, thì đều nương nhờ nơi kinh Trung Bộ là nhiều. Các vị tỳ kheo khi sinh hoạt với nhau, cái cách cư xử, cái cách nói năng, cái cách tiếp xúc với cư sĩ, thậm chí cái cách ôm bát đi khất thực cũng đa phần là nương tựa nơi kinh Trung Bộ. Kinh Trung Bộ là nơi mà cái hình bóng thực hành của các vị tỳ kheo rất là nổi bật. Nhưng mà cái gì cũng có hai mặt. Khi mà Đại Đức trụ trì thỉnh sư dạy kinh Trung Bộ, sư cũng ớn là ớn ở chỗ nào? Ở chỗ này. Thường á, quý Phật tử đi chùa các cái ngày rằm nghe những bài pháp lẻ nó quen rồi, nó thẳng quen rồi. Quý vị nghe cái gì? Chữ hiếu trong đạo Phật đấy, rồi bố thí, rồi sống sao cho vừa lòng người, thí dụ như vậy. Thì những cái đó là những mình nghe đi nghe lại. Thì có một số người thì sẽ nghĩ là hình như Phật pháp có nhiêu đó.
Và chính bởi vì chúng ta không có thâm nhập vào kinh tạng, cho nên chúng ta không biết kinh tạng nó bao la. Nhưng mà do cái kinh này đó là cái chất nó rất là cao, thành ra sư e là cái số người học không có nhiều. Bởi vì sao? Nghe không hiểu ngủ chết luôn. Nhất là bài kinh đầu tiên, hồi nãy là có phát ra cho quý vị rồi đó, ai chịu khó rảnh rỗi không biết làm gì đọc mấy dòng đầu tiên là quý vị sẽ thấy. Cái bài kinh đầu tiên trong Trung Bộ là bài kinh khó nhất trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh khó nhất trong Trung Bộ Kinh. Thành ra cái chuyện mà quý vị đọc không hiểu là chuyện bình thường. Thậm chí sư nói là chuyện đương nhiên, nếu mà chưa từng nghe dạy, nghe giảng, đọc không hiểu là chuyện đương nhiên. Đấy. Thành ra vạn sự khởi đầu nan, vượt qua được cái buổi đầu tiên, cái bài học đầu tiên ngày hôm nay đó, qua những bài sau chúng ta rất là khỏe. Nhưng mà ai mà qua không nổi thì xong cái bài đầu tiên là lớp nó sẽ vắng đi được một mớ người. Đấy. Nói trước để quý vị chuẩn bị tâm lý là cái bài kinh đầu tiên của Trung Bộ Kinh, bài kinh Pháp Môn Căn Bản là bài kinh khó nhất, khó gặm nhất. Đấy. Bây giờ sư sẽ phân tích cái nghĩa tiêu đề của bài kinh. Cái tựa mà đầy đủ của bài kinh này đó, Sabba Dhamma Mula Pariyaya Sutta, thì cái Sabba đó nghĩa là tất cả ha. Cái này thì không cần phải nói nhiều. Nhưng mà cái Dhamma này đó, theo vi diệu pháp thì tất cả đều là pháp. Cái bàn cũng là pháp, cái ghế cũng là pháp, thọ tưởng hành thức cũng là pháp, tất cả đều là pháp. Tuy nhiên cái pháp mà nói ở trong bài kinh này đó, đó là Kaya Ditthi, có nghĩa là thân kiến. Còn cái mù lá đó, xin thưa, chúng ta hiểu rất là sai lầm cái từ căn bản. Hiểu rất là sai lầm cái từ căn bản. Chúng ta cứ nghĩ căn bản, căn bản. Bằng basic. Có nghĩa là căn bản là cơ bản. Ví dụ như tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh căn bản là cái tiếng Anh dành cho mấy em bé. Hoặc là lớp học bơi căn bản là cái lớp mà vào chỉ mới vùng vẫy chân thôi. Đấy, chúng ta hiểu rất lầm cái từ căn bản. Thực tế đó, mù lá này đó, nó không phải nghĩa basic, nó nghĩa là root. Có nghĩa là cái rễ, cái gốc rễ. Cái mù là cái Pariya giá, có nghĩa là cái cầu sót, là cái nguyên nhân. Còn Sutta là lời dạy của Thế Tôn. Nguyên nhân sanh khởi ha. Nếu như chúng ta gọi đúng cái ý nghĩa của cái tựa bài kinh này, đó là gì?
lời dạy của Thế Tôn về nguyên nhân, về tất cả nguyên nhân sanh khởi thân kiến. Nếu mà nói đúng, lời dạy của Thế Tôn về tất cả cái gốc rễ mà nó trở thành cái nguyên nhân sanh khởi thân kiến. Thành ra quý vị thấy đây là lý do mà chúng ta cần có lớp học. Bởi vì nếu không có lớp học á, chúng ta đọc cái bài kinh là kinh Pháp Môn Căn Bản, ngay cả cái tựa không thôi là mình hiểu không hết. Thấy chưa? Đấy. Bây giờ sư sẽ tóm tắt ha, tóm tắt cái nội dung bài kinh. Bởi vì nếu như không tóm tắt á, mà quý vị về nhớ đọc lại phần chánh kinh nha. Mà nếu như sư không tóm tắt thì quý vị đọc vào quý vị sẽ không hiểu. Nội dung bài kinh nó là như thế này. Tất cả chúng sanh xưa giờ, chúng ta sống bằng cái sức tưởng tượng, cái sự tưởng tượng mà Phật giáo gọi nó là tưởng tri, cái tưởng. Chính bởi vì cái sự tưởng tượng cho nên chúng ta mới cho rằng đây là ta, đây là của ta. Rồi chúng sanh phân biệt và đau khổ cũng bởi vì nó. Đấy. Chính bởi vì cái sự tưởng tượng đó, cho nên mới có cái người thích ăn, người thì thích chân diện, người thích du lịch, người thích quan hệ nam nữ. Nhưng mà ngay cả trong cái ăn đó nó cũng khác nhau. Có người thích ăn món Tây, có người thích ăn món Tàu, có người thích ăn món ta. Ngay như trong cái món ta nó cũng khác nhau. Có người thích ăn chay, có người thích ăn mặn. Đấy. Ngay cả ăn chay nó cũng khác nhau. Có người thì thích ăn chay nhưng mà nó phải giả mặn nó mới ngon. Nhưng có người ăn chay chỉ đơn thuần ăn rau củ và đậu hũ thôi. Đấy. Và chính bởi vì cái sự tưởng tượng khác nhau cho nên nó mới đẻ ra những cái nhu cầu khác nhau. Chính bởi vì những cái nhu cầu khác nhau đưa đến cái sự tầm cầu khác nhau. Chính bởi vì cái sự tầm cầu khác nhau nó đưa đến cái sự hưởng thụ khác nhau và sự nỗ lực khác nhau. Và chính bởi vì cái sự nỗ lực khác nhau chúng ta làm các nghiệp khác nhau. Chính bởi vì chúng ta làm các nghiệp khác nhau cho nên người thì đi lên mà người thì đi xuống. Do đó trong kinh Sừng Bò Đức Phật nói: này các tỳ kheo, cái số chúng sanh ấy mà sau khi thân hoại mạng chung đi lên được sanh về cõi người, cõi trời, nó ít như sừng bò. Mà chúng sanh sau khi mệnh chung đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều như lông bò, là bởi vì như vậy. Chúng sanh họ không hiểu rằng bởi vì đó, cái khả năng tưởng tượng của họ, tức là không nhìn thấy các pháp như đúng bản chất của nó, mà chúng ta ôm cái ta và cái của ta. Từ đó chúng ta nghe một bài nhạc cũng là nguyên nhân sa đọa, chúng ta ngắm một bông hoa cũng là nguyên nhân sa đọa, chứ đừng nói chi đến chuyện mà phải sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Toàn bộ những vấn đề ở thế gian đều do cái khả năng tưởng tượng của chúng ta. Mà tại sao? Tại sao chúng ta có cái sức tưởng tượng ghê gớm như vậy? Bởi vì đó, chúng ta dựa vào cái sự liên tục của các pháp. Các pháp sanh diệt liên tục, nhưng mà chính bởi vì nó nối tiếp nhau đó,
cái này nối tiếp cái kia, ngày hôm nay nối tiếp với ngày mai, ngày mai nối tiếp với ngày mốt, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Chúng ta lớn lên từ một cái đứa bé 4-5 tuổi cho đến một cái người 40-50 tuổi, và chúng ta cho rằng đó là một người. Đấy. Khi chúng ta chưa học đạo, chưa hiểu đạo, chưa biết đạo, chúng ta cho rằng đây là tài sản của tôi, đây là sắc đẹp của tôi, đây là nhan sắc của tôi. Nhưng mà khi chúng ta học đạo rồi đó, chúng ta cũng đem nguyên cái tôi của chúng ta vào trong đó. Đó là tôi giữ giới, tôi bố thí, tôi hành thiền, và tôi là cái người hiểu cái giáo lý vô ngã. Cái vấn đề của chúng sanh nằm ở chỗ đó. Cho nên ý, trong Tương Ưng Bộ Kinh, có lần một vị Bà La Môn đến hỏi ngài Xá Lợi Phất, cái khổ có phải do chính mình tạo ra hay không? Ngài Xá Lợi Phất nói là không phải. Họ hỏi tiếp, cái khổ như vậy, cái khổ có phải do người khác tạo ra hay không? Ngài Xá Lợi Phất nói không phải. Vị Bà La Môn hỏi tiếp, như vậy có phải cái khổ do mình và người khác tạo ra hay không? Ngài Xá Lợi Phất nói không phải. Và cuối cùng ông Bà La Môn ông hết đường rồi, ông hỏi, như vậy có phải cái khổ không phải do mình, không phải do người khác tạo ra hay không? Ngài Xá Lợi Phất cũng nói không phải. Quý vị biết nghe như là nghe như là thần chú vậy đó. Mà quý vị biết cái vấn đề nằm ở chỗ nào không? Nằm ở chính câu hỏi. Ông hỏi cái kiểu gì cũng có cái ta ở trong đó hết á. Có phải do tôi tạo ra hay không? Hoặc có phải do người khác tạo ra hay không? Thì cái kiểu gì, cái câu hỏi nó cũng dính cái ta và cái của ta ở trong đó hết. Do đó ngài Xá Lợi Phất nói không phải. Lý do là anh đem cái tinh thần mà ngã chấp vào trong câu hỏi, cho nên bản thân nó sai ngay từ đầu. Và ngài Xá Lợi Phất trả lời như thế nào? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên ưu bi lão tử. Và với nhiều vị có lẽ là nghe thần chú thêm một lần nữa, cứ yên tâm. Từ từ thì chúng ta sẽ phân tích cái vấn đề này sau, trong những cái bài kinh khác. Cho nên do tưởng tượng mà chúng ta cho rằng quá khứ cũng là tôi, hiện tại cũng là tôi, mà tương lai cũng là tôi. Nếu như sư nói, nếu như mà chúng ta là một á, như thế này, sư ví dụ, quý vị nhận được một cái thiệp mời cưới của một anh 30 tuổi cưới một cô 20 tuổi. Cái chuyện đó là bình thường đúng không? Bình thường. Nhưng mà nếu như anh nói đây là cô vợ của tôi, tại vì sau khi kết hôn rồi thì đây là cô vợ của tôi. Như vậy 10 năm trước khi anh này 20 tuổi, cô này cũng 10 tuổi, thì cô đó có phải là vợ của ảnh không? Không phải. Tại sao vậy? Cũng một người, mà tại sao bây giờ là vợ mà 10 năm trước không phải vợ mình? Thấy chưa? Quý vị biết cái da của mình, cái da của mình hình như là sau 3 năm hoặc 5 năm nó thay mới toàn bộ. Nó không còn là cái lớp da cũ nữa, nó thay mới toàn bộ. Ai học vật sinh học rồi thì biết, toàn bộ cái cơ thể của mình, toàn bộ tất cả tế bào, từ máu, thịt, gân, xương cho đến cái bộ não, sau chừng 10 năm là những toàn bộ những cái tế bào cũ hiện tại mình đang có nè, nó không còn nữa, nó thay bằng một cái loạt tế bào mới hoàn toàn. Mà tại sao mình vẫn cứ coi đây là cơ thể của mình? Đấy. Và chính bởi vì sự tưởng tượng của phàm phu đấy,
Cho nên khi họ học cái giáo lý vô ngã đó, họ tưởng tượng một cái cảnh giới vô ngã, nó kẹt vậy đó. Có nghĩa là họ đem cái tôi của mình vào trong cái giáo lý vô ngã đó luôn. Mà được mô tả giống như là những người mù. Cái người phàm phu là như những người mù. Cái người mù mà không biết giáo lý của Bậc Thánh thì họ không biết hình ảnh gì hết. Ví dụ như mình có kêu họ một con voi thì họ cũng không biết con voi nó trông ra làm sao. Đấy, đó là cái kẻ phàm phu mà không có biết giáo lý của Bậc Thánh, không nghe cái lời dạy của Bậc Thánh. Họ không biết cái gì hết, họ như những người mù. Quý vị biết là trong cái chuyện cổ tích Việt Nam có một chuyện là thầy bói xem voi đó. Cái câu chuyện đó xuất phát từ Phật giáo. Kể về một hôm Đức vua Bassenadi, chúng ta gọi là vua tự nhiên quên mất tiêu rồi. Vua Bassenadi. Vua Bassenadi đó một hôm cho những cái người mù á đi sờ một cái con voi để những người đó là vua Ba Tư Nặc. Đấy. Để biết là cái con voi đó trông như thế nào. Và ai còn nhớ cái câu chuyện thì quý vị biết rồi. Người thì nói con voi thì nó như cái cột, người nói con voi như cái chổi, người nói con voi như cái quạt, người nói con voi như cái thúng. Và thế là không ai nghe ai. Và chúng ta đánh nhau chỉ bởi vì như vậy. Thì cái kiểu phàm phu á, mà có nghe lời dạy của Bậc Thánh, thông suốt lấy giáo lý của Bậc Thánh, cũng y chang cái người mù mà được sờ voi. Ít nhất họ biết con voi nó ra làm sao. Nhưng mà cái con voi trong cái tưởng tượng của người mù nó lạ lắm. Nó lạ lắm, nó không đúng sự thật. Đấy. Thành ra đó, phàm phu của chúng ta, dù là chúng cái người mà không biết chánh pháp á, thì họ không biết cái gì là ngã, cái gì là vô ngã, cái gì là tôi, cái gì là của tôi, cái gì không phải tôi, không phải của tôi, họ không biết, đã đành rồi. Nhưng mà ngay cả phàm phu mà chúng ta có học thì chúng ta cũng ráng dùng cái sức tưởng tượng để chúng ta tưởng tượng một cái tinh thần vô ngã. Do đó đi đâu thì cũng không tránh khỏi cái ngã chấp về cái ngã và cái ngã sở, tức là cái tôi và cái của tôi. Thì trong số tất cả các luận thuyết về cái bản ngã đấy, thì châu Âu cũng có, châu Á cũng có. Tất cả thể có loài người là họ đều có một cái thuyết về cái bản ngã. Nhưng mà trong số đó thì Bà La Môn họ thuyết về cái bản ngã là dữ dội nhất. Họ cho rằng mỗi chúng ta là một phần của vũ trụ, một phần chúng ta là tiểu ngã. Và chúng ta tu tập như thế nào đó để cái tiểu ngã này hòa chung với cái đại ngã. Đấy. Và họ lý luận là nếu như mà không có cái gọi là tôi và của tôi đó, thì ai làm tội và ai làm phước, và ai là người hưởng tội và ai là người hưởng phước, và ai nếu như có cái dòng sanh tử luân hồi, ai là người đi luân hồi nếu như anh nói không có cái ngã. Và những vấn đề đó chúng ta sẽ từ từ giải quyết khi chúng ta học chung bộ kinh. Đức Phật bóc gỡ dần những cái vấn đề của chúng sanh. Cho nên còn là phàm phu thì chúng ta còn nhìn tất cả mọi thứ dưới cái sự tưởng tượng. Và bởi vì chúng ta có sự tưởng tượng đó, chúng ta có cái gọi là tôi và của tôi. Với con mắt của các bậc thánh, phàm phu giống như người mù. Cái người mà có học đạo thì cũng giống như là người mù sờ voi.
ít nhất biết được một phần của con voi, nhưng họ hoàn toàn vẫn còn phải tưởng tượng, và họ vẫn không thể thấy thực sự được cái hình dáng của con voi. Nhưng mà các cái bậc thánh hữu học, các bậc thánh hữu học nhờ các ngài nghe hiểu được giáo lý của các bậc thánh, nghe hiểu được giáo lý của các bậc chân nhân, các ngài giống như người mù mà được chữa sáng mắt. Khi các ngài mở mắt ra, nhưng mà do mù lâu ngày ánh sáng nó kích thích, cho nên các ngài nhắm mắt lại ngay, không có mở mắt ra lâu được. Tuy nhiên khi đã mở mắt ra, chớp mắt được một lần, các ngài biết, à, con voi nó trông như thế này. Cho nên khi các ngài nhắm mắt lại, một phần là bằng cái cặp mắt, các ngài biết được chính xác cái con voi nó trông như thế nào. Nhưng mà vì chỉ mới thoáng qua, sau đó phải nhắm lại ngay, cho nên các ngài vẫn phải dùng cái trí tưởng tượng để tiếp tục tưởng tượng ra con voi. Nhưng mà cái sự tưởng tượng con voi của các ngài đó, nó chính xác rồi. Nó không giống như những người mù mà họ tưởng tượng con voi. Đấy. Cho đến khi các ngài giống như cái người mù đó, nhắm mắt một thời gian, sau đó mở mắt ra lần thứ hai, nhìn rõ con voi hơn, nhưng mà sau đó cũng chưa kịp thích nghi với ánh sáng, nhắm mắt lại một lần nữa. Nhưng mà lần này đó, cái hình dáng con voi in sâu vào tâm trí hơn, thậm chí nhớ được cái màu sắc con voi, nhớ được một vài cái đặc điểm cụ thể của con voi hơn là cái người chỉ mới cái lần mới mở mắt lần đầu tiên. Rồi cho đến cái người đó họ mở mắt ra lần thứ ba, họ nhìn thấy con voi được rõ hơn, và thời gian mở mắt nhìn của họ nhìn được nhiều hơn, họ thấy được cụ thể từng cái hình tướng của con voi. Tuy nhiên do con mắt mới được chữa khỏi cho nên nó còn mỏi, thành ra phải nhắm mắt lại một lần nữa. Nhưng mà khi nhắm mắt lại một lần thứ ba đó, vị này vẫn cứ phải tưởng tượng cái hình ảnh con voi, vẫn phải dùng sự tưởng tượng hình ảnh con voi. Nhưng mà cái sức tưởng tượng của vị đó là cái sự tưởng tượng nó không có đi lệch, có nghĩa là không có lý do gì mà vị này tưởng tượng con voi nó có sừng đấy, hoặc là con voi nó có hai cái đầu thì không có rồi đó, nhưng mà vẫn còn dùng cái sức tưởng tượng. Đó là Đức Thế Tôn nói về cái sự nhận thức thế gian của các cái vị thánh hữu học. Đó là các ngài có được sự nhận thức đúng đắn về pháp chân đế, thấy được sự nhận thức đúng đắn về pháp thế gian. Nhưng mà do cái thấy đó đó nó chưa có thuần thục, cho nên mặc dù có thực chứng, nhưng các ngài vẫn còn dùng cái sức tưởng tượng để tưởng tượng các cái phần còn lại. Dầu vậy thì cái khả năng tưởng tượng của các ngài nó không có xa. Thành ra đó, dù là một vị thánh sơ quả thì các ngài cũng đã diệt trừ được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Và cái thân kiến là cái vấn đề chúng ta đang nói trong cái bài kinh này, ca giá đích thí. Chính bởi vì có thân kiến cho nên chúng ta mới chấp một cái gọi là ta và của ta, tức là ngã và ngã sở. Các vị thánh dù là vị thánh sơ quả thì không còn cái sự cố chấp đó nữa. Cũng giống như một người dù họ chỉ mới nhoáng ra, mở mắt ra thấy hình bóng con voi thì cũng không cách chi là tưởng tượng sai lầm được nữa. Đấy, nó khác hoàn toàn với người mù. Còn cái vị thánh tứ quả đó, tức là cái vị thánh vô học,
có nghĩa là không cần phải học hành gì nữa hết. Các ngài giống như một người mắt sáng, lúc bây giờ các ngài muốn nhìn con voi bao lâu tùy thích. Thì như vậy đó, các ngài không cần phải dùng cái sức tưởng tượng nữa, mà các ngài dùng cái trí tuệ để các ngài biết các pháp. Đó là sự khác biệt giữa vị thánh vô học và vị thánh hữu học. Đấy. Còn Đức Thế Tôn, vị A-la-hán chánh đẳng giác thì như thế nào? Quay trở lại cái ví dụ con voi, ngoài cái chuyện ngài biết con voi nó trông như thế nào, ngài còn biết cái con voi này tên là gì, nó thích ăn cái gì, cái sở thích, cái tập tục, cái sinh hoạt nó ra làm sao, ba má nó là ai, con cháu nó là ai, ngài biết. Nhưng mà cái biết đó đó, nó không ảnh hưởng gì đến cái chuyện là ngài thấy con voi. Và cái thấy con voi của ngài như vậy đó, nó cũng không khác cái chuyện là một vị thánh tứ quả thấy con voi. Nhưng mà ngài hơn là ngài biết những cái thông tin kèm theo. Cũng vậy Đức Thế Tôn, ngài biết tất cả các pháp bằng cái cặp mắt chân thật, bằng cái trí tuệ giác ngộ. Chẳng những ngài biết như là một vị A-la-hán thinh văn, mà ngài còn biết do ngài hiểu về cái duyên sanh khởi, lý do gì mà có các cái pháp này, và các cái pháp này nó vận hành, nó sẽ đưa đến đâu. Ngài biết rõ cái nhân duyên của các pháp. Chính bởi vì vậy, đó là cái sự khác biệt giữa cái sự nhận thức của một vị chánh đẳng chánh giác và một vị A-la-hán. Đương nhiên thì ở bài học sau, sư sẽ giải thích rõ hơn về các cái phần này khi chúng ta đi sâu hơn vào trong cái phần chánh kinh. Đấy. Thì buổi học ngày hôm nay thì đến đây thôi. Ở dưới thì có ai có cái thắc mắc gì hay không? Và quý vị về thì nhớ ha, đọc chánh kinh để quý vị hiểu được cái cảm giác mà 500 vị tỳ kheo đã nghe lời dạy của Đức Thế Tôn, các ngài đã nghe như thế nào. Về nhớ đọc chánh kinh, và hôm sau nhớ là chúng ta đi đúng giờ. Đấy. Có ai có câu hỏi gì hay không? Bởi vì nếu không hỏi thì chúng ta sẽ kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư, quý thầy, quý sư cô và toàn thể quý Phật tử. Con có câu hỏi như thế này là, trước khi mà ngài A Nan chưa làm thị giả của Đức Phật, là con có thắc mắc là Đức Phật, là những cái bài kinh đầu tiên như là Tứ Diệu Đế, Vô Ngã Tướng, vân vân, là Đức Phật trùng tuyên lại, Đức Phật nói lại cho ngài A Nan hay là các vị thánh tăng nói lại ạ? Theo cái lời thỉnh của ngài A Nan thì Đức Thế Tôn trùng tuyên lại cho ngài A Nan nghe. Và quý vị không cần phải lo lắng về cái khả năng ghi nhớ của ngài A Nan, bởi vì theo chú giải đó, Đức Thế Tôn có thể nói nhanh gấp 3 lần bình thường. Cái tốc độ nói ngài có thể nói nhanh gấp 3 lần bình thường nếu cần thiết. Và cái khả năng lắng nghe của ngài A Nan là siêu việt, có nghĩa là ngài chỉ cần nghe qua một lần, không cần nhắc lại lần thứ hai, ngài đã thuộc. Cho nên thí dụ như là Đức Phật nói thì ngài chỉ cần tốn mỗi khoảng thời gian rất là ngắn, và ngài Ananda tốn thời gian rất là ngắn, chứ không cần phải mất nhiều thời gian đâu. Và sư thông báo luôn đó là như cái thời gian đó, thì sau này thì chúng ta sẽ vào khoảng 19:50 chúng ta kết thúc. Quý vị thông cảm để sư còn bắt xe về. Rồi. Thì mời quý vị đại chúng chúng ta hồi hướng. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi,
được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm tiên thành. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sanh Khai.